vẩy nến da đầu và nấm da đầu với những biểu hiện tương tự nhau như da đầu bị tổn thương, tróc vẩy nhiều, cảm giác ngứa. Không ít người nhầm lẫn giữa vẩy nến da đầu và nấm da đầu. Vậy làm thế nào để phân biệt giữa vẩy nến da đầu và nấm da đầu? Những biểu hiện của vẩy nến da đầu thường phát ban với nhiều tình trạng khác nhau, xuất hiện những nốt vẩy giống như vảy gào. Bên cạnh đó, ban đỏ xuất hiện cùng với vảy màu trắng bạc trên da đầu. Vẩy nến da đầu làm cho da đầu khô, nứt nẻ, có thể gây chảy máu, biểu hiện ngứa rát và đau nhức ở những vùng bị viêm đỏ. Với nấm da đầu, biểu hiện thường là xuất hiện những nốt sần nhỏ, mọc rải rác trên đầu. Bệnh gây ngứa ngáy khó chịu, dễ dẫn đến tình trạng rụng tóc. Nấm da đầu xuất phát từ sự phát triển của nấm Trichophyton trên da đầu. Căn bệnh da đầu này thường dễ lây lan giữa người với người. Vậy nến da đầu và nấm da đầu gây khó chịu, việc hiểu biết và phân biệt giữa chúng là quan trọng để bạn có thể lựa chọn liệu pháp phù hợp để khắc phục tình trạng của mình. Liên hệ ngay với Eye Care Phạc Ma để được tư vấn giải đáp giúp bạn thoát khỏi căn bệnh khó chịu này nhé.